Sứ Thanh nổi tiếng bởi du lịch sông, núi và biển như biển Sầm Sơn, suối cá Cẩm Thủy, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, góp phần làm phong phú bức tranh du lịch xứ Thanh. Hồ Yên Mỹ, Nông Cống đang là địa danh mới được nhiều du khách quan tâm, tìm kiếm thời gian gần đây. Hồ Yên Mỹ là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa với diện tích khoảng 2.800 ha đi qua các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn. Cách ngã ba Yên Mỹ, nút giao tỉnh lộ 505, 512, 513 khoảng 1 km, cách vườn quốc gia Bến En khoảng 20 km. Hồ Yên Mỹ nằm giữa lòng xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, xã Thanh Tân, Thanh Kỳ, Như Thanh và xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn. Hồ có vị trí khá đắc địa, khi vừa có quy hoạch khu du lịch gần các khu du lịch lớn, lại vừa gần các khu công nghiệp lớn như cách 1,5 km là khu công nghiệp Công Chính, thuộc xã Công Chính, rộng 300 ha. Gần tuyến đường cao tốc Bắc Nam, cách chừng 7 km là khu công nghiệp Nông Cống, thuộc các xã Trường Minh, Thăng Bình, Tượng Lĩnh, gần tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng, cách 20 km là khu kinh tế Nghi Sơn, một khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch sinh thái Hồ Yên Mỹ thuộc khu kinh tế Nghi Sơn. Chủ đầu tư của dự án này là Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Theo phê duyệt, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, xã Thanh Tân, Thanh Kỳ, huyện Như Thành, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, có ranh giới phía Bắc giáp đường tỉnh lộ 505 và Hồ Yên Mỹ, phía Nam giáp thôn Trung Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, phía Đông giáp hành lang đường cao tốc Bắc Nam, phía Tây giáp tỉnh lộ 505 và đường Nghi Sơn Bãi Chành. Từ quy hoạch đến thực tiễn, hiện các tuyến đường kết nối khu vực này đã và đang được khẩn trương triển khai xây dựng và hoàn thành. Nhất là cây cầu Bắc qua lòng Hồ Yên Mỹ có chiều dài khoảng 1 km thuộc cao tốc Bắc Nam. Đây cũng được xem là cây cầu vượt hồ lớn nhất trên tuyến cao tốc. Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ là một trong những cung đường đẹp, thơ mộng góp phần hoàn thiện quy hoạch về mặt kiến trúc của khu du lịch sinh thái Hồ Yên Mỹ, tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho du khách khi đến nơi đây. Quy mô thành lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch diện tích khoảng 1.815 ha. Đây sẽ là khu du lịch tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái Hồ Yên Mỹ, kết hợp nghỉ dưỡng và các hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ tổng hợp đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong nước và quốc tế. Dự kiến lượng khách du lịch vào khu du lịch sinh thái Hồ Yên Mỹ đến năm 2035 là 300.000 lượt. Tháng 6 năm 2021, đã có quyết định số 2067 QĐUBND Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái Hồ Yên Mỹ, ST08, khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Có thể thấy, khu vực Yên Mỹ đang được tỉnh Thanh Hóa quan tâm để thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn lớn vào đầu tư để phát triển du lịch sinh thái ở quanh khu vực hồ. Trong định hướng quy hoạch trung đô thị Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn sau năm 2025, không gian kiến trúc cảnh quan vùng hồ Yên Mỹ bao gồm 8 xã ven hồ thuộc huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn, có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 12.282,23 ha. Các yếu tố nội lực như điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế, xã hội hiện có và những tiềm năng phát triển của địa phương. Các yếu tố tác động ngoại lực như sự hình thành tuyến cao tốc Bắc Nam, khu kinh tế Nghi Sơn, vùng kinh tế Nam Thanh, Bắc Nghệ. Những vòng xoay liên tục của cuộc sống bận rộn và áp lực công việc khiến chúng ta không tránh khỏi những căng thẳng, âu lo. Nếu có những nhịp dừng tạm thời, ta hãy cho mình cơ hội về lại với thiên nhiên, được hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận được sự tĩnh lặng từ bên trong tâm hồn. Với khí hậu trong lành, tươi mát, yên tĩnh, nơi con người được hòa mình vào thiên nhiên, Hồ Yên Mỹ đang trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch, là địa điểm check-in không thể bỏ qua đối với những du khách đam mê hoạt động dã ngoại trải nghiệm. Mời bạn về thăm Hồ Yên Mỹ một lần, bạn sẽ mê mẩn bởi cảnh quan nơi đây với bầu không khí trong lành hòa mình.